Hello, hôm nay các bạn sẽ qua Unit 7, Teens. Teens là ý nói tuổi 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 teenager đấy bạn, là thanh thiếu niên ha. Từ 12 tới 17 tuổi thì lúc này chúng ta sẽ có một số cái định hướng nghề nghiệp. Now, look at the pictures. What would you like or dislike about these jobs? Mấy bạn thích hay là không thích những cái nghề này mấy bạn? Florist, người bán hoa mấy bạn. Doctor là bác sĩ ha. Business person là doanh nhân, painter, thợ sơn, chef là đầu bếp mấy bạn. And what do you want to be when you grow up? Con muốn làm gì khi mà con lớn lên? And tell me why, okay? Maybe you want to be a doctor, so you must study really hard, right? Or if you want to be a chef in the future, you need to cook well, really? Okay, that's all. Think about the question and tell me why. Now we move to the next part. Okay, this is the newest. Now look at the pictures and fill in the blanks. Listen and repeat. Okay, the first one is dream. Mơ ước ha, director. Đạo diễn ha, logger. Logger là người làm mấy cái video á bạn. Musician, nhạc sĩ, musician. Game designer, người thiết kế game ha, game designer. Veterinarian, veterinarian, mấy bạn ha, mình hay đọc thành chữ vet ha, viết tắt đó. Veterinarian, veterinarian là bác sĩ thú y ha, dentist, nhà sĩ, engineer, kỹ sư, journalist, nhà báo và flight attendant là tiếp viên hàng không, flight attendant, okay? Rồi mấy bạn thấy nha, I want to go to university because it's my dream to become a doctor. I want to make my own movies, so I want to be a movie thì director đúng không mấy bạn? I want to help people, have beautiful smiles. I want to be a có một cái nụ cười đẹp ha, rồi có chăm sóc take care of their teeth, dentist, okay? Dentist. I want to become a so I can help build home and bridges. Xây nhà hay là những cái cầu á thì sẽ là gì mấy bạn? Kỹ sư đúng không? Kỹ sư, engineer. My sister is a she makes videos for viewers on the internet. Ha, làm video á cho người xem trên mạng thì đó là logger. Number 5. If you enjoy singing or making music, you should become a musician, right? Thích nhạc đồ ha, thì sẽ là nhạc sĩ nè. My mom was, she traveled all around the world. Đi khắp thế giới luôn thì nghề gì mấy bạn? Flight attendant, tiếp viên hàng không, đúng không? Mom. I love playing game, video games, and I want to make my own game. I want to be a game designer. My brother is a he takes care of animals all day. Chăm sóc con vật thì sẽ là veterinarian. Veterinarian là bác sĩ thú y ha. Viewers interviews people and writes new articles. Phỏng vấn người ta và viết mấy bạn những cái bài báo ha, bài báo tin tức á, articles, news articles thì sẽ là gì mấy bạn? Journalist, nhà báo, ok. Chúng ta xong phần từ vựng mấy bạn. Bên này sẽ là listening mấy bạn. Listen to Margaret talking to her mother. Right. The dream of Margaret's mother come true. Hãy nghe bạn này nè, Margaret nói về mẹ của cô ấy. Liệu cái giấc mơ của mẹ cô ấy có trở thành sự thật không ha. Margaret wants to be a Patricio, Barbara. Mấy cái tên này cô không có sure là mình đọc đúng với bạn ha. Rồi hai bạn này muốn trở thành gì ha, will be good a. Rồi mấy bạn nghe và mấy bạn nhìn đáp án để bạn dò xem mình làm đúng không nha. Rồi nếu như chúng ta trả lời một cái ý kiến gì đó ha,
respond to idea say. Có nghĩa là khi mà mình nhận định hay là mình đưa ra một cái phản hồi về một cái ý kiến nào đó thì chúng ta sẽ nói như sau. That's a good idea. Oh, ý tưởng hay đó. That's so great. Nghe tuyệt quá ha. Dù ai đưa ra một cái ý tưởng mình khen thì mình sẽ nói that's a good idea. That sounds great. Đó, mấy cái từ này mình có thể dùng để mà mình cổ vũ người ta, người có những cái ý tưởng hay. Ông hai. Bài này thì chúng ta sẽ, mấy bạn có nghe bao giờ về cái này chưa mấy bạn? Possessive pronouns, đại từ sở hữu. Những cái từ này nè mấy bạn: mine, yours, his, hers, ours and theirs. Thì mình sẽ gọi là những đại từ sở hữu. Có nghĩa là những cái chữ S sau nó nè thì nó sẽ thay thế cho cái vật đó, có là chúng ta sẽ không có lặp lại vật đó hoặc người đó nữa ha. Rồi mấy bạn sẽ xem ví dụ và sẽ hiểu hơn. Chỉ có chữ mine là nó khác biệt thôi. Chữ his do bản thân nó có S rồi cho nên không cần S nữa. Còn các cái từ khác đều có S mấy bạn. Ví dụ như là my dream is to be a doctor. Giấc mơ của tớ là trở thành một bác sĩ. What's yours? What's yours? Thay vì mình hỏi what's your dream? Giấc mơ của bạn là gì nào? Thì chúng ta không muốn lặp lại cái chữ dreams này nữa. Nó dư thừa quá đi, chúng ta sẽ thay thế nó bằng chữ S. Như thế này thì mình sẽ hiểu được là gì? Nó thay thế rồi ha, nó hiểu tắt rồi. What's yours? Ý nó là what's your dreams? Giấc mơ của bạn đó, được chưa? Mine thì thay vì chúng ta nói là my dream is thì bây giờ mình sẽ hiểu luôn ha. Mine của tôi chính là muốn trở thành một game designer. Mine. Ok, vậy là hiểu rồi ha. Mấy bạn sẽ luyện tập thì mấy bạn sẽ hiểu kỹ hơn xíu nè. Mấy bạn qua phần practice. Rồi, ở đây chính là gì? Possessive pronouns, mình gọi là đại từ sở hữu ha. What's yours, mine hoặc ours nè, mấy bạn thấy cái S không? Ha, đó, tất cả những chữ này là S ha, S. Chỉ có chữ mine hoặc chữ his là nó đặc biệt xíu, đặc biệt là chữ mine ha. Mine này nè mấy bạn, chúng ta không thể nào mà giống như các cái từ khác thêm như thế này không ha, mà nó là mine, đúng không? Từ đó rất là đặc biệt. Rồi bây giờ chúng ta dựa vào cái kiến thức mình vừa mới học với bạn, mấy bạn làm cho cô bài số 2 mấy bạn. You didn't go to school yesterday. We talked about our dreams. Cool, what's yours? Số 2 mấy bạn sẽ hiểu là gì? Mine. Trả lời, hỏi your thì trả lời mine ha, là muốn trở thành một cái journalist. What gì mấy bạn? What's yours? Của tớ là như vậy, giấc mơ của tớ là vậy, thì tới bạn ha. What's yours? Còn của bạn thì lúc này mình lại trả lời tiếp là mine, lại mine. Hỏi của bạn thì mình lại là của tớ ha. Rồi what about Mary? Hỏi Mary thì sao, ý hỏi giấc mơ của cô ấy đó ha. Thì bây giờ Mary là nữ đúng không, cho nên chúng ta sẽ thêm S như thế này. Ok, hers ha, của cô ấy. Hers, của cô ấy. Giấc mơ của cô ấy là trở thành một cái đạo diễn nổi tiếng. That isn't easy. How about John? Còn John thì sao? Đây là nam mấy bạn, thì là chúng ta sẽ là his. Ok, muốn mở một quán cà phê phải không? Anh ta nói suốt về cái điều đó ha, muốn mở quán cà phê đó mấy bạn. Yes, can I guess what Mark and Peter is? Mark and Peter là hai người ha. They have a same dream. Họ có cùng một mơ ước. Really? Có phải là mong ước của họ là trở thành một những cái kỹ sư không? Hai người chúng ta sẽ là gì mấy bạn? Chữ their và thêm gì? S vô thay cho their dreams mấy bạn. Thì mình ghi là theirs. Ok. No. There isn't to be engineers, đúng không? Không phải đâu, được chưa? Nhớ nha, hai người. Giấc mơ của họ là trở thành kỹ sư phải không? Không, giấc mơ của họ là không phải là trở thành kỹ sư mà muốn trở thành game designer.
Rồi bài ở dưới này chúng ta sẽ rewrite, viết lại với bạn, viết lại những cái phần rewrite the underlying parts using the possessive pronouns. Hãy viết lại những cái câu mà được những cái phần gạch dưới này á, sử dụng cái bài từ sở hữu với bạn. Hers is to become a logger. Logger. Được chưa? Her dreams các bạn. Nè, chữ her dreams nè sẽ biến thành hers, ok? Rồi, what's your nè, này dễ thôi mấy bạn. Ha, cái chữ dream này sẽ biến thành s, what's yours. Vậy thôi. Thật ra rất là dễ. Their dreams thì mấy bạn sẽ bỏ chữ dream đi mà theirs, đúng không? Đó. Còn her dream bỏ này đi mà chữ his là nó có s rồi, khỏi luôn. Còn cái này ours bỏ chữ dream đi biến thành chữ s, ours đó. Quá là dễ luôn đúng không mấy bạn? Ha. Trở nên nổi tiếng ha. Giấc mơ của họ làm trở nên giàu có. Giấc mơ của chúng ta là muốn nổi tiếng. Ok, mỗi người có một cái mơ ước khác nhau. Người thì cần tiền, người thì cần sự nổi tiếng. Ha. Còn bạn thì sao? How about you? Money or flame? Flame là cái sự nổi tiếng với bạn. Or famous person. Ơi. Đây là phần phát âm thôi. Ha, mấy bạn bỏ qua cái phần này đi. Không phải vậy. Thôi, bên này. Rồi, re-practice the conversation. Hãy luyện tập cái đoạn hội thoại sau đây. Ha, những cái chữ màu xanh bên này á, ha, là chúng ta sẽ thay thế cho những cái thông tin người ta cho bên này. Được chưa? Ha, hi Mary, how was your day? Một ngày của bạn như thế nào vậy? Có là ý nói là bạn như thế nào á? It was really fun. Rất là tuyệt, rất vui. We talked about our dream jobs. Oh, that's great. What's your dream? Mine is to become a dentist. Because I want to become rich. Muốn trở nên giàu có. That sounds great. How about Matthew's dream? I get his, đúng không? To become a soccer player. Am I right? Tớ đúng không nhỉ? No, he doesn't play soccer anymore. Now he wants to become a musician, nhạc sĩ. Okay. What's John's dream? His is to be very rich. Rất giàu, muốn cực giàu ấy. That's a good idea. Ý tưởng hay đó. Thì chúng ta sẽ thay thế những cái từ này bằng những cái từ phía bên này và những từ bên này, được chưa? Thay thế vô và mình luyện nói với nhau. Cố gắng ghi nhớ mà nói kiểu mà thuộc lòng luôn thì mới nói thì mấy bạn sẽ kiểu tự nhiên hơn ha. Rồi, what is your dream jobs? Giấc mơ nghề nghiệp của bạn là gì nào? You're doing a survey. Survey là một cái bài nghiên cứu á, một cái khảo sát cho quên. About what teens want to do in the future. Các bạn trẻ muốn làm gì trong tương lai? Fill in the survey for yourself. Enforce, ha. Ask three friends what their dreams are and why. Then complete the table. Ha, bây giờ phỏng vấn một con trước đi, rồi sau đó phỏng vấn thêm ba người nữa. Ước mơ của họ là gì và vì sao muốn trở thành như vậy ha? Ví dụ như là my dream jobs is to be a doctor. How about yours? That's a great idea. Mine is to be a musician. Why? Because I want to be famous. Bởi vì muốn nổi tiếng nên trở thành nhạc sĩ. Còn con thì sao ha? Điền dột. What do you think is the most popular dream for the young people? Có nghĩa là con nghĩ xem cái nghề nghiệp nào á, cái nghề nghiệp mơ ước nào mà được bọn bạn trẻ chọn nhiều nhất á. Ha, nổi tiếng phổ biến nhất là I think the most popular dream for young people is to be rich. Đều muốn trở nên giàu có because everyone wants to have lots of money. Bởi vì ai cũng muốn mình có nhiều tiền hết các bạn. Nhưng mà muốn 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 giàu có thì mấy bạn phải làm gì thì mới giàu chứ, tự nhiên mà giàu á, đúng không?
Now, look at the picture. Who do journalists often take photos of? Nhìn vô tranh mấy bạn, ai là nhà báo họ hay thường chụp hình mấy bạn? Những người này sẽ là giống như cô đoán là famous people. Maybe they are actor and actress. Or singer. Nói chung đây là những người nổi tiếng mấy bạn. Thì cho nên là họ được chụp hình. Đương nhiên là nhà báo phải chụp hình những người nổi tiếng rồi. Ha, nổi tiếng có thể là vì điều tốt và nổi tiếng vì xấu nữa. Như tội phạm cũng được chụp hình hay những kẻ. Nói chung là làm điều xấu cũng vẫn sẽ bị phỏng vấn chụp hình. Không, chụp hình thôi. Rồi, ok. Do you think famous people live differently from normal people? À, người nổi tiếng thì sống sẽ khác so với người bình thường không? How? Và theo bạn á, nếu mà có thì nó khác như thế nào? Differently from normal people. Famous people so với lại normal people. Okay, think about the question and give the answer. Give your ideas. Khác chứ, khác nhiều lắm luôn á. Okay, now match the underlined words to the picture. À, bây giờ mấy bạn hãy xem ha. À, đây là những cái hình và những cái định cái câu á, mấy bạn sẽ xem mấy cái từ gạch dưới nè, khớp với từ đó. Rồi, my dream is to be a celebrity. Celebrity, celebrity là cái gì mấy bạn? Celebrity, người nổi tiếng mấy bạn. Because I want to be famous and have lots of fans. Có nhiều người hâm mộ ha. Thì nó sẽ là cái gì mấy bạn? Sẽ là số 7. Đó, đây, nổi tiếng là xin chữ ký fans quá trời luôn á. Thì cái này sẽ là số 7 nha. If I work hard and save my money, I can become a millionaire. Millionaire là gì mấy bạn? Triệu phú ha, sẽ là gì? Số 8, đúng không? Đó. I hope that I live in a big mansion with lots of room for all my friends and family. Tớ hy vọng tớ sống trong một cái căn, không phải căn nhà mà giống như một cái biệt thự hay lâu đài, mansion. Có rất là nhiều phòng để cho tất cả bạn bè và gia đình của mình. Thì nó sẽ là number 4, giống như là cái castle ha. Some rich people have home theaters in their homes. They can watch movies anytime they want. Có một vài người giàu có nguyên một cái gọi là cái nhà hát tại nhà luôn, mà không cần phải ra cái cinema để xem luôn á, home theaters ha. Những người giàu có đó là number 6, bởi vì nhà họ quá là rộng ha. Lots of rich and famous people try cool sport cars. Những cái xe thể thao bạn rất là đắt tiền ha. Number 3. Is it faster to fly in a plane or a helicopter? Nhanh hơn, máy bay nhanh hơn hay là helicopter? Helicopter là cái nào bạn? Number 2 là cái này nè. If I have a chest, I will fly around the world with my best friends. Rồi, thì ở đây helicopter, ở đây jet là máy bay các bạn, máy bay đó. Nó sẽ là number 5. Maybe I have a yacht to go to my old island if I'm rich and famous. Có lẽ là tôi sẽ có một cái du thuyền để đến cái hòn đảo của riêng mình nếu như tôi giàu có và nổi tiếng. Wow, yacht, cái này số 1 nè, làm rồi, yacht, du thuyền. Rồi mấy bạn làm việc theo cặp á mấy bạn ha. What do you think are some good things about being a celebrity? Celebrity, celebrity là người nổi tiếng. Bạn nghĩ rằng á, hay nói cái xấu và cái tốt về khi mà trở thành một người nổi tiếng. Famous person đó mấy bạn. Người nổi tiếng thì cũng có đa phần là tốt, nhưng mà cũng có điều không tốt mấy bạn, đúng không? Rồi, ở đây chúng ta sẽ làm gì đây? Read the article about an interview with a teenager celebrity.
Celebrity. Rồi, bây giờ có cái bài báo này nó đã phỏng vấn về một cái giống như là một cái người nổi tiếng ở tuổi teen các bạn, có nghĩa là còn rất trẻ ha. Rồi, does he live like a normal teenager? Anh ta có một cái cuộc sống của một cái tuổi teen bình thường không? Normal. Rồi, celebrity, millionaire là một cái người triệu phú ha, một triệu phú. Rồi, last week I flew to Miami to interview Rock Wilder, the 14-year-old musician is famous for his song Bad Boy Summer. À, tôi đã đi phỏng vấn đến Miami để phỏng vấn cái người này, một cái cậu bé 14, một cái nhạc sĩ 14 tuổi rất là nổi tiếng với cái bài hát Bad Boy Summer. This is a nice mansion. Tell me about it. Oh, đây là một cái lâu đài rất là đẹp. Hãy nói cho tôi biết về nó nào. He said his had 20 rooms because he liked to invite all his friends to stay overnight. He also told me he had a special gaming room and a home theater. Anh ta nói là gì? Cái lâu đài của anh ta có 20 phòng ngủ dành để mà anh, bởi vì anh ta thích mời tất cả bạn bè của mình đến ở ở qua đêm luôn á các bạn. Và anh ta cũng nói rằng anh ta có một cái phòng chơi game đặc biệt và có luôn cả một cái rạp hát tại nhà luôn á, rạp chiếu phim tại nhà, rạp hát tại nhà luôn á. Okay, what can't you live without? Bạn không thể sống mà thiếu cái gì nào? He told me what he couldn't live without video games. À, nổi tiếng nhưng mà vẫn rất ghiền games nha các bạn, giống như mấy bạn vậy đó ha. Without có nghĩa là không thể sống mà thiếu cái gì nào. Do you have any pets? Có nuôi con gì không? He said that he did. Có. He told me that he had a big dog and that she slept in his room. Cái này con cái bạn, có một con chó lớn và nó ngủ ở trong phòng của anh ta. He also told me that he had two parrots. Có thêm hai con vẹt. Their names are Paul and Matthew. Do you go to school? How do you get there? Có đi học không và đi bằng gì? He said that he went to school by helicopter most days. Toàn là đi bằng gì ta? Máy bay trực thăng không đó. He told me that his dad was a pilot. Và cha của anh ấy là một gì? Phi công ha. What do you do in your free time? Bạn này làm gì vào lúc rảnh nào? He said that he traveled to islands on his yacht. Anh ta đi đến những cái hòn đảo bằng cái du thuyền của mình. He told me he went to a new island every weekend. Anh ta nói với tôi rằng là anh ta đến một cái hòn đảo mỗi cuối tuần. Có là một hòn đảo mới, có là mỗi cuối tuần sẽ tới một cái hòn đảo khác nhau á. Wow, so rich, quá giàu luôn á các bạn. Rồi, bây giờ mấy bạn xem nha. Read and circle the answers. The answer that best fits the numbered blanks. Thì mấy bạn xem coi cái chỗ là hồi nãy nè, bỏ trống đây nè. Thì có ba cái sự lựa chọn, thì mấy bạn chọn cái nào các bạn? Mansion. Đúng không? B mà từ giờ đang nói là cái mansion đó nó có 20 phòng thì nó chỉ có thể là mansion, là giống như cái lâu đài các bạn ha. Rồi bây giờ mấy bạn làm phần này. True or false. TJ. Bạn này tên là dài ha, mình lấy chữ TJ cho nó diện gọn ha. TJ said that he never invited his friend to stay overnight. Thường xuyên luôn á ha. False. TJ told the interviewer that he couldn't live without his guitar. No. Video game, anh ta sống không thể thiếu video game chứ sao mà guitar được. TJ said that he had three pets. Có ba con thú cưng. Này đúng nè mấy bạn. Hai con, một con chó và hai con gì? Hai con vẹt. Cho nên này đúng nha. TJ told the interviewer that his dad was a pilot. Yeah, true. TJ said that he traveled to a new island every month.
Every month là sai rồi, mỗi cuối tuần chứ không phải mỗi tháng đâu ha. Rồi cái này rất dễ mà ha. Bài này sẽ là gì đây mấy bạn? Listen and read. Ok nào, mấy bạn làm việc theo nhóm. Would you like to live like TJ? Tụi con có muốn sống cuộc sống giống như cái bạn TJ này không? Why or why not? I wouldn't like to live like TJ because I want to have a simple life. Tớ thì không muốn sống cuộc sống giống như TJ đâu, bởi vì tớ muốn có một cuộc sống nó đơn giản thôi. Ha, I have a sport car. Thôi, thật ra cái câu trả lời không muốn này thấy nó không có đúng lắm, ai mà không mơ ước mấy bạn. Rồi, bài này sẽ làm quen với một cái điểm ngữ pháp, đó là reported speech. Đó là câu tường thuật ha, có nghĩa là chúng ta sẽ nói lại ý của người khác và chúng ta sẽ nói cái ý đó trong quá khứ bằng cái từ của mình. Các bạn để ý đi, cái người mà hay dùng cái reported speech chính là gì mấy bạn? Gọi là thông dịch viên ha, người ta sẽ dịch lại cho người này cái nội dung mà người kia nói, thì lúc đó người ta sẽ dùng cái cấu trúc reported speech, đúng không? Ví dụ như là gì? I have a helicopter and a mansion. Bạn Jen nói là tôi có một cái máy bay trực thăng và một cái lâu đài. John mới lặp lại, mới nói lại cái lời á, nói lại cái lời của bạn Jen á. Jen nói rằng she has a helicopter and a mansion. Thì mấy bạn chỉ cần làm một cái việc thôi, đó là biến động từ của cái câu kia, cái câu trực tiếp thành đây nè, thành cái câu này, thì chúng ta lùi xuống một thì người ta là hiện tại, chúng ta sẽ biến nó thành gì mấy bạn? Quá khứ là xong ha, giống như mình tường thuật lại lời của người khác ha. Rồi chúng ta sang phần bài tập, nhưng mà chúng ta xem lại một chút xíu phần lý thuyết nha. Chúng ta dùng reported speech, câu tường thuật ha, khi mà chúng ta sẽ có bắt đầu bằng cái câu cấu trúc này mấy bạn: subject, said, that. Chữ that ở đây có thể nói hoặc là không cũng được. Subject là chủ ngữ ha. We can also use subject cộng to cũng được. Rồi cộng cho object, tức là nói với ai đó rằng là. Còn cái này là chỉ nói một mình thôi. Còn này nếu mà có thêm một tân ngữ khác nữa thì ta dùng cái cấu trúc to ha. Chữ to chứ không phải là said. Rồi khi mà chúng ta nói về cái người mà chủ ngữ đang nói chuyện cùng á ha. Rồi chúng ta có thể biến cái đợi cái thì hiện tại đơn phải chuyển nó sang quá khứ đơn ha, từ hiện tại đơn chuyển sang quá khứ đơn. Ví dụ ở đây chữ has chúng ta sẽ chuyển là had, đúng không? He sat at the living room had expensive sofas, đúng không? Rồi chúng ta hãy biến can thành could nha. Đó, có là lùi về một thì, đó là thì hiện tại sang thì quá khứ thôi ha. He sat at. Rồi chữ can't thì là couldn't, vậy thôi ha. Chứ ngoài ra chúng ta còn phải đổi đại từ hoặc là tính từ sở hữu nữa ha, nhớ nha, đại từ và tính từ sở hữu. Ví dụ I don't like my brother's house, tôi không có thích nhà của anh trai tôi. Rồi she said that, she là chữ I nè, tôi không có thích nhà của anh trai tôi, thì mình sẽ tường thuật lại cái lời của ấy nói, mình sẽ nói cô ấy nói rằng cô ấy ha, chữ I thì lúc này sẽ biến thành she, cô ấy không có thích ha. Don't like là hiện tại đơn, phải biến thành quá khứ là gì? Didn't like her brother's house. Nhà của ai? Nhà của anh trai cô ấy, chứ không phải nhà của tôi nữa, đúng không? Lúc này chúng ta sẽ biến I là đại từ sang she, và my là tính từ sở hữu possessive adjective sang gì? Her. Ok, nhớ nha, mình phải biến đổi cho nó phù hợp ha. Cô ấy nói rằng là cô ấy không thích nhà của anh trai cô ấy. Đó. Rồi bây giờ mấy bạn sẽ làm bài tập, mấy bạn sẽ biết hơn. Joshua với lại Joshua William, I ride horses in my free time. Ha, tôi cưỡi ngựa lúc rảnh rỗi. Thì bây giờ he said that, đây là con trai ha. He said that, he chữ ride chúng ta sẽ lùi thành một quá khứ đơn là rode, đúng không? He rode horses in his, chứ không phải my nữa. Đó, tính từ sở hữu mà his. Free time. Anh ta nói rằng anh ta cưỡi ngựa vào lúc rảnh rỗi.
ha, và thời gian rảnh rỗi của anh ấy đó. Còn he là đại từ ha, là chữ I đó, biến thành chữ he. My father doesn't like expensive cars. She told me, cô ấy nói với tôi rằng, ở đây có một cái tân ngữ ha, là có thêm một đối tượng. Cô ấy nói với tôi, cho nên chúng ta lúc này không dùng said mà chúng ta dùng told ha. She told me. Bây giờ chữ my sẽ biến thành gì? Cô ấy nói với tôi rằng cha của cô ấy ha, ở đây sẽ biến thành chữ her. Her father. Bây giờ doesn't like chúng ta sẽ biến thành didn't like. Expensive cars. Được chưa? Rồi, ở dưới này Alex, I'm not a celebrity. Celebrity. Tôi không phải là một người nổi tiếng. He said that he là chữ I mà biến ra đó. Bây giờ chữ am sẽ biến thành chữ gì? Was, quá khứ của am, đúng không? Là was, to be của nó là was. Not a celebrity. Ok. My pet snake is dangerous. Cái con thú cưng của tôi là con rắn ấy, nó rất là nguy hiểm. He told me that. He thì phải biến thành gì? His pet, đúng không? Cái con thú, cái con rắn ấy, con rắn của anh ta gì? Is dangerous. Và chữ is ở đây chúng ta phải biến thành chữ gì mấy bạn? Was, quá khứ mà, đúng không? Sorry, ở trên này chữ not giữ nguyên rồi. Chữ was này thì chữ not ở đây cũng được, hoặc là wasn't đều được mấy bạn. Rồi, I can't fly a helicopter. Tôi không có lái được helicopter, không lái được máy bay trực thăng đó. She said that she, đúng không? Chữ I thành chữ gì? She. Chữ can't thành chữ couldn't, đúng không mấy bạn? Couldn't hay could not đó, đúng không? A helicopter. Thấy chưa? Rồi, chúng ta hãy nhớ một số cái từ cần đổi. Thứ nhất là đại từ, thứ hai là tính từ sở hữu, và thứ ba là thì. Có ba thứ ha. Có ba thứ để đổi, nhớ nha. Động từ hiện tại biến thành quá khứ, đại từ phải biến đổi, và tính từ sở hữu cũng biến đổi nha. Đại từ là từ đứng làm chủ ngữ, thường là như vậy. Còn tính từ sở hữu là I, là my nè, her nè, his nè, their, our, đó những cái từ đó đó. Rồi, chúng ta làm tiếp. Chúng ta làm tiếp cái phần này nữa mấy bạn. À, đây là một cái câu trực tiếp, bây giờ chúng ta sẽ biến thành câu gì? Câu gián tiếp ha. À, giống như ở trên đấy. Rồi. Cái này là Michelle, Michelle là con gái ha, là she sad that she, đúng không? Chữ I sẽ biến thành chữ she, chữ he biến thành chữ gì? Had. Đúng không? Đó, hai từ biến đổi, đại từ và tính từ sở hữu. Sorry, đại từ và động từ, đây không có tính từ sở hữu. Đây. He told gì mấy bạn? Mấy bạn sẽ có thêm cái chữ gì? He told me ha. He told me. Phải, told thì phải có thêm chữ tính từ. Có thêm một cái object là làm tân ngữ nữa. He told me that. Chữ my sẽ biến thành chữ gì mấy bạn? He thì biến thành gì? His. Đây là tính từ sở hữu. Chữ y biến thành chữ was. Rồi, hết rồi. Hết. Rồi. Amanda. Amanda told me that. Nói với tôi rằng là gì? My sẽ biến thành chữ she, đúng không? Mấy bạn sẽ biến thành gì? Her, đúng không? Tính từ sở hữu. Doesn't like là hiện tại đơn, ta biến thành quá khứ đơn là didn't. Didn't like. À, đây nữa nè. His. Chữ his này không có đổi mấy bạn, tại vì his này là đi theo father cho nên không có đổi nha. Rồi. William, he said that. Rồi. He đúng không? Thì bây giờ cái từ này sẽ biến thành gì? He. À, he thì vẫn là he nè. He couldn't ha, chữ can thành gì, chữ chữ gì mấy bạn? Could not đó. Cannot thì thành could not. Rồi. Without my. À, chữ my là tính từ sở hữu. Ở đây là he đúng không? Phải biến thành gì? His. Đúng rồi. She told me that. Đúng không? She told me that. She. I thì biến thành she. Don't thì biến thành gì mấy bạn? Didn't. Đúng không? Quá khứ của nó là didn't have an expensive yacht. Rối đúng không? Mấy bạn nhìn lại, không phải rối đâu. Nó dễ lắm, có vài thứ mấy bạn đổi, có ba thứ thôi.
thứ nhất là thì, thứ hai là đại từ và thứ ba là tính từ sở hữu. À, cái này luyện tập thôi mấy bạn. Rồi bây giờ mấy bạn nói theo cặp á ha, in pairs. Rồi take turn là thay phiên nhau, reported. Sorry, reporting what these people said to you ha. Hãy thay phiên nhau, mình sẽ kiểu như là mình sẽ tường thuật lại những người này nói với bạn á ha. I'm not a, ví dụ như bạn này nói gì, I'm not a millionaire, tôi không phải là triệu phú ha. He told me that, đó, hãy tưởng tượng họ đang nói với mình thì mình tường thuật lại đúng không. He told me that he ai thì biến thành gì mấy bạn, he ha, am thì biến thành gì, was đúng không, was not a millionaire, wasn't đó. I have a really big jet. Thì mình sẽ nói là she told, she nha, she told me that she had, đúng không? I don't like sport cars. Thì mấy bạn sẽ nói là gì? He told me that he, chữ I thành chữ gì mấy bạn? He, don't thành gì? Didn't. He didn't like sport cars. Rồi, cái này she đúng không? She told me that her mansion had, đúng không? Quá khứ, a home theater. Rồi, bây giờ cái phần pronunciation thì mấy bạn để giáo viên mình luyện trên lớp cho mấy bạn nha. Rồi, bây giờ cái phần practice, luyện tập. Rồi, mấy bạn sẽ chỉ hỏi và trả lời ha. Point, ask and answer about what the people said using reported speech. Rồi dựa vào những cái thông tin của bốn người này đúng không? Chúng ta sẽ nói ha, sẽ luyện như thế nào đây? À, mấy bạn nhìn mẫu nè. What can't you live without? Bạn không thể sống mà thiếu gì nào? Do you have any pets? Do you go to school? How do you get there? What do you do in your free time? Rồi. Bây giờ mình sẽ nói như thế nào mấy bạn? Đây. My mansion has 25 rooms. Thì mình sẽ nói là gì? She said that her mansion had 25 rooms. Rồi, ở đây nữa. Ha, bây giờ những cái từ này người này trả lời nè. I can't live without my yacht. Thì là she said that she couldn't live without her yacht. Rồi, she said that she loved going rock climbing. She loved chữ love mà thêm ed mấy bạn. Đúng không? Động từ phải chuyển nó về quá khứ đơn thôi. Đó, tương tự mấy bạn kia cũng nói giống vậy á. Bài này chúng ta sẽ làm gì? Reporting a interview with a teenager celebrity. Có nghĩa là mình sẽ phỏng vấn các bạn, báo cáo lại một cái bài phỏng vấn của một cái bạn tuổi teen rất là nổi tiếng ha. Ví dụ tình huống nè, bạn là một người trẻ rất là nổi tiếng ha, rất là nổi tiếng với cái cuộc sống rất là thú vị và khác biệt. Bây giờ một cái journalist sẽ phỏng vấn bạn, một cái nhà báo đó ha, ở nhà của bạn. Rồi, bây giờ ông ấy sẽ hỏi bạn. Mình tưởng tượng ra đó, I interview the famous teenager musician. Phỏng vấn một cái nhạc sĩ tuổi teen rất là nổi tiếng ha, tên là gì đó. Rồi, mình sẽ nói qua nó là thôi, đúng không? Bây giờ hai người đóng vai, một người là nhà báo và một người là người nổi tiếng ha, thì mình sẽ hỏi. Rồi sau đó mình tường thuật lại ha, mình tưởng tượng tình huống. Sau khi mình tường thuật, mình hỏi xong á, mình sẽ tường thuật lại. À, đầu tiên là gì? Chúng tôi nói về cái nhà của cô ấy. Cô ấy nói rằng gì? Cô ấy, she said that her mansion has had
20 rooms, nhà cô ấy nói rằng nhà của cô ấy có tới 20 phòng. Có nghĩa tình huống là mình đã đi phỏng vấn rồi và bây giờ mình báo cáo lại, mình tường thuật lại những gì cô ấy nói hoặc anh ấy nói. Vậy thôi, là mình nói lại á. Tình huống là tường thuật lại. Rồi, bây giờ mấy bạn sẽ xem nha. Look at the pictures. What problems do you think the pictures are about? Bạn hãy xem, nhìn tranh này á, cái problems là cái vấn đề gì mà những cái bức tranh này nó thể hiện mấy bạn. Này là gì đây? Too lazy. Cái này giống như là bị stress hả? Stressful. Căng thẳng hả? Còn này là, cô nghĩ là kiểu như làm việc quá sức hả? Overwork. Đúng không? Làm việc quá mức. Rồi, mấy bạn sẽ có ở phía dưới có cái gợi ý gì không? What are the problems do many teenagers have? Thêm những cái vấn đề khác nữa, khác nào nữa mà tuổi teen hay bị mấy bạn? Ha, ở đây có thể là làm việc quá mức nè, học hành quá sức nè. Cái này là bị buồn á mấy bạn, bị kiểu như là bị gì ta? Trẻ hay bị bây giờ đó. Ha, giống như dễ buồn, vui buồn lẫn lộn á kiểu nó. Cô đơn hả? Cô độc, còn cái bạn này thì lại quá quá là lười biếng, chỉ suốt ngày cắm đầu vào game mấy bạn thấy không? Đó, cái là tình trạng chung á. Ngoài ra còn có những cái problem nào mấy bạn? À, chúng ta chuyển sang phần này nha. Rồi read Alex passes about stress. À, stress, bị stress ha. Rồi bây giờ cái vấn đề stress của Alex là gì? What is the main cause? Cái nguyên nhân chính dẫn đến stress đối với tuổi teen là gì? Ha. À, chúng ta đọc cái bài này nha. Có thể là relationships, là các cái mối quan hệ. Thứ hai là trường học, việc học ở trường. Và thứ ba là gia đình, áp lực gia đình hay gì đó. Rồi mấy bạn đọc nha. The teen stress problem. Rồi, những cái vấn đề căng thẳng của tuổi teen. These days many teenagers feel stressed. Rất là nhiều tuổi teen cảm thấy bị căng thẳng. At school they have a lot of things to study and they often have tests. Và có rất là nhiều thứ để học và thường có bài kiểm tra. Many students attend extra classes after school too. Attend là tham gia các bạn, thêm những cái lớp ngoại khóa sau khi tan học nữa, có là học xong còn phải là học nữa đấy bạn. When they get home, they have lots of homework to do. Và là cái hình đầu tiên ở trên đó bạn ha. Khi mà về nhà rồi thì vẫn còn rất nhiều bài tập về nhà để làm. When they finish their homework, they have to help their parents with chores. Có nghĩa là sau khi mà làm xong bài tập còn phải giúp ba mẹ làm công việc nhà nữa. Chores. This means that many young people don't have much time to relax, so they find it difficult to sleep or focus on their schoolwork. Điều này có nghĩa là gì? Rất là nhiều bạn trẻ không có nhiều thời gian để mà thư giãn, vì thế mà họ cảm thấy rất là khó ngủ hoặc là khó tập trung vô cái việc gì? Việc cái công việc ở trường, công việc học hành. Tại vì công việc học hành của bọn họ vẫn là chính mà, đúng không? Focus. Focus là tập trung ha. Căng thẳng quá thì khó ngủ. I have some ideas about how to help teenagers with this problem. Tôi có một vài cái ý tưởng để mà giúp cho tuổi teen đó mấy bạn giải quyết các cái vấn đề của họ. I think that schools should have yoga classes. À, có thêm các lớp học yoga because yoga can help to reduce. Reduce là giảm ha, stress. Rồi, I think that parents should give their children some time to relax after school. Tôi nghĩ cha mẹ nên cho bọn trẻ thêm thời gian để mà thư giãn sau khi tan học, đừng học quá mức ha. I really believe that if more young people do yoga and relax, they will be less stressed. Tôi tin rằng nếu như các bạn trẻ này đó tập yoga và thư giãn thì họ sẽ giảm được cái việc mà bị stress nữa. Vậy là cái vấn đề chính mà gây ra stress chính là gì mấy bạn? Ở trường hay là ở gia đình mấy bạn? Sao cô thấy giống cả hai vậy? Đúng không? À, cái công việc, cái việc học ở trường quá nhiều, về nhà giúp vợ đỡ ba mẹ. Sao lại các cái mối quan hệ không thấy nói trường học? Chắc cái này quá à. Ha.
Rồi, now read and answer the questions. Bây giờ đọc và trả lời nha. What do many students attend? Tham dự cái gì sau giờ tan học? Extra class, gọi là lớp học thêm mấy bạn ha. What do students have to do after they finish their homework? Sau khi mà hoàn thành bài tập thì họ sẽ gì? Help their parents with chores, giúp bố mẹ làm việc nhà. What does the writer say about the effects of not having time to relax? Cái người viết này á mấy bạn nói gì? Nói về những cái ảnh hưởng. Effects là những cái ảnh hưởng mà của cái việc mà không có thời gian để nghỉ ngơi ha, chính là difficult to sleep ha, or focus on their work, their school work. Đúng không? Khó ngủ và khó tập trung việc học. What kind of classes does the writer think school should have? Và cái lớp học nào mà cái người viết này bảo là nên có ở trường học mấy bạn? Đó là lớp gì mấy bạn? Yoga. Đây nè. Should have yoga classes. Rồi tiếp. What does the writer say that parents should give their children? Cái người viết này á, muốn nói cái gì? Nói cha mẹ nên cho trẻ thêm gì mấy bạn? More. Đâu rồi? Should give their children some time to relax after school. Cho bọn trẻ thêm thời gian để mà thư giãn mấy bạn ha, đừng có ép học quá nhiều, hoặc là đừng có ép làm thêm việc gì nữa, tức là làm này làm kia đồ á. Rồi. Thấy chưa, school nè, cái vấn đề chính. Gia đình là phần nhỏ thôi, ba mẹ đâu có ép con cái làm, thậm chí ở Việt Nam là không thấy luôn á. Tụi con chỉ có việc học thôi. Rồi, chúng ta qua phần writing mấy bạn. Read about writing problem and solution passages. Có là những cái đoạn mà viết về vấn đề và cách giải quyết. Có nghĩa là mình viết về một cái bài mà mình đưa ra được cái vấn đề và mình giải quyết được cái vấn đề ha. Rồi, mình hãy then read Alex's passages again and answer the questions. How many causes and solution? Có bao nhiêu nguyên nhân và bao nhiêu phương án để, bao nhiêu cách giải quyết mà Alex đã mô tả trong cái bài của anh ta ha. Rồi, writing problem and solution passages. Khi mà viết những cái đoạn để đưa ra vấn đề và cách giải quyết thì chúng ta nên, thứ nhất, introduce the problem, phải giới thiệu cái vấn đề đó là gì. Unhealthy, không được khỏe mạnh nè. Rồi thứ hai là explain, giải thích cái vấn đề đó một cách chi tiết, detail, chi tiết hơn. How you can talk about its cause, cái nguyên nhân và cái ảnh hưởng ha. Cái nguyên nhân và cái ảnh hưởng, causes and effects, đúng không? Ví dụ như là there aren't many places in our city to do exercise or play sport. Trong thành phố không có nhiều chỗ để tập thể dục hay là chơi thể thao nè. Điều này có nghĩa là bọn trẻ không có tập thể dục thì sẽ cảm thấy sẽ không có được fit and strong. Fit là được cơ thể cân đối và khỏe mạnh đó, strong ha. Rồi give solution, sau đó đưa ra cái giải pháp và giải thích tại sao phải làm điều đó ha. Ví dụ như có ý kiến nè, cần phải có thêm cái trung tâm thể thao, điều này sẽ giúp cho bọn trẻ sẽ tập luyện thường xuyên, đúng không? Summarize là tóm tắt cái main point, là cái ý chính đó bạn ha. Và nói lại là phương án để giải quyết vấn đề đó ha. Tôi tin rằng thêm nhiều nơi cho tuổi teen á, cho các bạn trẻ đó tập thể dục thì chúng sẽ trở nên gì, cân đối và khỏe mạnh thôi ha. Rồi đó là một cái, có là bài này hướng dẫn chúng ta cách đưa ra vấn đề và giải quyết vấn đề, viết làm sao cho nó hay. Ok, rồi bây giờ mấy bạn dựa vào cái này mấy bạn. Cái bài này sẽ như thế này nè. Read the sentences, đọc những cái câu dưới đây and write P for problem. Nếu nó là vấn đề thì là chữ P, or S for solution. Nếu nó là cách giải quyết thì sẽ là gì mấy bạn? S ha. Ví dụ, a lot of young people in my town lose their smartphones. Bị mất điện thoại thì nó sẽ là problem. Another school bus
will help to solve this problem. Thì mấy bạn sẽ thấy là một cái trạm xe buýt trường học sẽ giúp để giải quyết, thì nó sẽ là gì mấy bạn? Nó sẽ là solution. I have an idea about how to solve this problem. Nhìn là biết là tôi có một cái ý tưởng để giải quyết vấn đề, thì nó sẽ là solution. One way to solve this, to solve this, không? Một cái cách để mà giải quyết cái vấn đề này chính là, đó, thế là solution. Many teenagers feel bored during the summer holidays. Cái này sẽ là problem nè. Rất là nhiều bạn trẻ cảm thấy chán trong cái thời gian nghỉ hè. Rồi, students at school are often late. Bọn trẻ thường đi trễ, đi học trễ bạn. Thì nó sẽ là problem, vấn đề. Ok. Thôi, ở dưới này là speaking. Wow, ghê quá. The biggest problem for teenager. Cái vấn đề lớn nhất đối với các bạn trẻ ha, là gì đây? Rồi, discuss and list 3 to 4 problems teenager have. 3 đến 4 cái vấn đề mà tuổi trẻ hay gặp mấy bạn. Many teenagers spend too much time on their phone. Cái này chính xác nè. Bọn trẻ bây giờ dành nhiều quá nhiều thời gian vô cái điện thoại. Người lớn cũng vậy mấy bạn. I think that's a problem. Đúng rồi, chúng ta hãy dành thời gian để làm những cái việc khác như hoạt động thể chất ha, tham gia thể thao hoặc là các cái môn nghệ thuật gì đó để phát triển con người toàn diện hơn, chứ cắm đầu vô điện thoại không. And a lot of them don't eat healthy food or do exercise. Và rất nhiều bọn họ ăn không có healthy gì hết luôn á, và cũng không có tập thể dục nữa, dẫn đến béo phì, mất cân đối. Rồi, bây giờ bạn hãy chọn cái biggest, cái vấn đề lớn nhất ha, và bạn mấy bạn hãy viết nó xuống ở dưới này. Ví dụ như là có nhiều problem, mấy bạn đưa ra một cái thôi, rồi chi tiết nào, tại sao nó lại tệ ha, và những cái ảnh hưởng của nó là gì, rồi đưa ra cái solution là cái phương án giải quyết và tại sao mình phải dùng cái phương án đó, rồi cuối cùng đưa ra conclusion là cái gì ta, cái kết luận á ha. Ví dụ đây, I'll write about teenagers spending too much time on their phone. Đây là problem. Okay, what are the causes? Vậy nguyên nhân chính là gì vậy? You can do lots of things on your phone like playing games. Làm rất là nhiều thứ trên điện thoại như là chơi game chẳng hạn. That's a good idea. And hi. Sau khi mà mình có được cái phần chuẩn bị trên này xong, chúng ta sẽ viết mấy bạn. Bây giờ hãy viết một cái problem và cái phương, và một cái problem, một cái vấn đề và cái cách giải quyết các bạn ha, mà mình đã discuss với bạn bè mình ở trên á. Rồi, 80 tới 100 từ thôi. Rồi, cái problem của bạn này chính là dùng điện thoại smartphone mấy bạn quá nhiều ha. Chơi game online đó, thế là không đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Rồi á hả, còn không có tập thể dục nhiều, cho nên sẽ trở nên gì mấy bạn, yếu ớt nè, không khỏe mạnh. Rồi dùng vào ban đêm thì sẽ bị mệt ở trường vào sáng hôm sau, đúng không, thức khuya xem chẳng hạn. Rồi cái problem chính là gì, hãy dành thời gian chơi thể thao với bạn bè nè. Thì chơi thể thao sẽ có thêm bạn bè, rồi sẽ dùng điện thoại ít hơn, trở nên khỏe mạnh hơn. Đương nhiên là tập thể dục thể thao mà, và đương nhiên ngủ tốt hơn, và ngủ tốt hơn thì sẽ học ngoài học sáng hôm sau mình, ngày hôm sau mình đi học ấy bạn, mình ngủ tốt thì mình sẽ tập trung tỉnh táo tinh thần hơn, thì mình sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn mấy bạn. Cho nên đừng chơi điện thoại nữa nha, chơi ít thôi, cầm điện thoại ít thôi. Ok, that's all for the lesson. Mình qua phần bài tập mấy bạn, Unit 7, ok. Rồi phần đầu tiên sẽ là unscramble the words, sắp xếp từ mấy bạn. Từ câu 1 sẽ là chữ trim. Câu 2 là gì mấy bạn? Vlogger. Câu 3 là dentist. 4 là gì mấy bạn? Musician, nhạc sĩ. 5 là engineer. 6, 6 journalist. 7, game designer. 8, veteran. Iran
veterinarian là cái gì ta? Bác sĩ thú y, và cuối cùng là flight attendant, tiếp viên hàng không á. Ok. Rồi mấy bạn sẽ điền những cái từ mấy bạn tìm được á, vô đây mấy bạn. Something you hope you will have in the future. Bạn, cái mà bạn mong muốn có được trong tương lai thì sẽ là hy vọng mấy bạn. Hope là dream chứ. Rồi a person who writes for newspaper, magazine or news websites. Journalist đúng không? Viết cho tờ báo, nhà tạp chí đồ ha, hay là một cái trang web. The person who makes a video blog thì sẽ là blogger. A doctor who takes care of sick or hurt animal. Ha, thì sẽ là chữ gì mấy bạn? À, veterinarian. Veterinarian, bác sĩ thú y. Người, a person who takes care of passengers on an airplane, chăm sóc hành khách, chính là flight attendant. A person who plans and makes computer games. Ha, lên kế hoạch và tạo ra những cái trò chơi sẽ là gì? Game designer. A person who plays an instrument or sing thì sẽ là gì mà? Musician. A doctor who takes care of people's teeth, chăm sóc răng ha, thì sẽ là dentist. A person who designs, builds and repair or repair things such as machine or bridges thì người đó sẽ là engineer. Mấy bạn qua phần listening mấy bạn. Listening, listen to a father talking to his daughter. Một người cha nói chuyện với con gái của mình. What are they talking about? Họ nói về cái gì mấy bạn? His dream job, her friend's dream jobs or a party. Rồi bây giờ như thế này mấy bạn. Now listen and match the person to their dream jobs. Thì bây giờ mình nghe và match những cái person này vô cái giống như là mơ ước làm nghề gì á, ví dụ như Tony thì muốn làm gì ở đây ha, design, game designer or musician, hay là logger, cái này là engineer, này là gì mấy bạn, dentist. Thôi mình nghe thì mình sẽ biết được. Mấy bạn thấy người ta match qua chưa, nối qua đó. Rồi mấy bạn qua phần ngữ pháp mấy bạn. Hồi nãy ở quyển lý thuyết đó, chúng ta sẽ có pronouns là đại từ, possessive pronouns là gì, tính đại từ sở hữu ha. Nó sẽ viết như thế này, mine, your đúng không, nhưng mà chúng ta sẽ thêm s vô. His ha thì không cần, bởi có sẵn s rồi. Her thêm s vô ha, nên nó khác cái từ, ví dụ như your, his, her kia khác. Ha, còn cái kia đó, còn cái này là gì, đại từ sở hữu nó sẽ khác. We thì thành ours, they thì thành their đúng không, thêm s, tất cả đều thêm s, và it cũng vậy, mấy bạn thêm s vô được chưa. Rồi bây giờ mấy bạn read the conversation, đọc cái đoạn hội thoại sau đây. Underline the mistakes and write the correct words on the lines. Gạch dưới từ sai và sửa lại ha. Ví dụ như what's your dreams Nancy, my is là sai rồi nè, phải là my dream. Còn nếu mà không có chữ dream thì làm ơn chữ my nè ha. Oh very nice, what is Andy's dreams, he is to be an engineer. Câu này sai mấy bạn. Câu số 2 á là mình sẽ gạch chữ gì mấy bạn? That's cool, did you know Tom and Mandy want to work together? He is to be là không có đúng mấy bạn. Câu số 2 sẽ là yours ha. That's cool. Đây. Is to be an engineer. He is to be an engineer. Cái này không có đúng mà là his. Cái này có liên quan không ta? Có. His ha, biến thành chữ his.
Rồi, know what their dreams. Không, ước mơ của họ là gì vậy? Theirs, chữ their này viết sai rồi nè. Sai chính tả. Ủa, đây là câu 4. Đó, viết như thế này nè. Theirs is to work in a bank. They want to be rich. Oh, that's cool. What about your sister, Hannah? Hannah, Hannah thì đâu có thể nào là his được mấy bạn. Hannah là tên con gái á. Ha, hers. Hers, ok. Đó, như thế này nè. Rồi. Ủa vậy câu số 3 đâu? No, there's what's their, no, what's their dream? À, nó có chữ dream rồi cho nên chữ there này không có s đâu nha. Nó bình thường thôi. Chừng nào không có thì mình mới thêm s. Còn này có chữ dream cho nên là there là đủ rồi. Ok. Đó là những cái lỗi sai vậy. Rồi còn gì nữa không? Rồi phần này là phần writing mấy bạn, là phần viết nha. Look at the information and the answer the questions using the possessive pronouns. Mấy bạn nhìn những cái thông tin này ha, tên của ba người, ước mơ của họ đây nè. What is Ryan? Ryan's dream. Ryan, musician. Thì mấy bạn sẽ trả lời như thế nào mấy bạn? Mấy bạn sẽ trả lời là his. Ryan là con trai ha. His is to be. His is to be a musician. Đúng không? Rồi, cái người này, what is Charles? Charles and Lisa's dream. Vậy là hai người. Vậy là there's, there is gì mấy bạn? Ha? There is to be blogger. There is, thì biến thành chữ there, sorry, ở trên này. Ha? There is to be bloggers. Thêm s vô. Rồi Emma là con gái cho nên mấy bạn sẽ ghi là her is gì đó to be a journalist. What is your dream? Bây giờ hỏi mình nè. Ha, mine, đúng không? Mine is to be gì đó, to be a dentist. Ha, why? Because I like to take care. I like taking care of people's teeth. À, tôi thích chăm sóc răng của người ta ha. Ví dụ như vậy. Vậy là thật ra là gì? Because I want to be rich. Bởi vì tôi muốn giàu có, làm nha sĩ nhiều tiền các bạn. Đúng không? Rồi. Rồi phần này chúng ta sẽ chơi cái puzzle mấy bạn. Thì mấy bạn xem coi down là dòng xuống và xuống nè, còn cross là ngang qua nè. Ha, ví dụ số 1 là someone with $1 million or more. Có cả triệu đô trở lên thì sẽ là millionaire, gọi là triệu phú ha. Rồi tương tự ví dụ như số 4 ngang qua là a very big house sẽ là man gì mấy bạn, mansion, nhớ chữ mansion không? Ha. Đó mấy bạn coi từ mấy bạn điền vô thôi ở trong cái quyển student book á. Mansion là giống như cái castle vậy đó, lâu đài. Rồi bây giờ mấy bạn phải qua phần đọc. I read the article about an interview with a teenager celebrity là một cái người nổi tiếng ha. What is the celebrity's job? Actor hay là singer? Rồi mình đọc nha. Yesterday I went to meet singer superstar Marco Fry at his home in California. This is a lovely home. Tell me about it. Câu hỏi đó, cái người đó hỏi. He said that his mansion had 9 bedrooms because he liked to invite his family and friends to stay overnight. He also told me that he had his old home theater and indoor swimming pool. Có cái hồ bơi trong nhà luôn á. Có nghĩa là cái người này đi phỏng vấn xong xuôi rồi đó các bạn. Cái người phỏng vấn này á tên là Adam, và phỏng vấn xong cái người Marco Fry này rồi, sau đó là những cái mà gì anh ta tường thuật lại ha. Rồi câu hỏi tiếp theo anh ta hỏi là what can't you live without? He told me that he couldn't live without his helicopter. Oh my god.
Đối với anh ta, cái helicopter là mới quan trọng mấy bạn. Do you have any pets? He said that he did. He said that he had 5 cats, 2 dogs and a parrot. And also, he told me that his parrot could sing some of his new songs. Oh, biết hát bài hát luôn. Câu tiếp, do you go to school? How do you get there? He said that he went to school. He told me that his driver took him to school in a sport car. Ha, có tài xế chở bằng cái sport car đấy mấy bạn. Ha. What do you do in your free time? He said that he practiced singing and writing song a lot. Cũng khổ ha, thời gian rảnh là luyện hát với lại viết bài hát. À, bài này người cái người này nghề của cái người này chính là gì mấy bạn? Singer ha. Mình chọn được number 2. Rồi sau khi mình chọn xong mình sẽ trả lời mấy cái câu hỏi này nè. Who did the interview? Who did the interview? Ai là người phỏng vấn mấy bạn? Cái người phỏng vấn là ai vậy? Who did ai đã cái người phỏng vấn tên là Adam Button đúng không? Who did the interview? How many bedroom does Marco mansion have? Nhà của anh ta có bao nhiêu bedroom mấy bạn? Đâu rồi? 9 bedroom. How many pets does Marco have? Bao nhiêu con pet mấy bạn? Đây. Tổng cộng là 7-8 con. Rồi. What vehicle does Marco go to school in? Vehicle là cái loại phương tiện xe cộ gì vậy? Helicopter. Anh ta đi bằng... lộn quên. Anh ta đi học. Anh ta đi học bằng school, bằng cái sport car mấy bạn. Ha. In a sport car. What does Marco do in his free time? Practice singing and writing songs a lot. Ai? Chúng ta qua phần ngữ pháp nha mấy bạn. Rồi mấy bạn xem để mà điền vô nha. Ở bên này là William nói gì? I live in London with my mom. He said that he live in London with his mom. Jen, I can't live without my mansion. Thì là she. Jen là con gái. She said that she couldn't live without gì mấy bạn? Her. Đúng không? She thì phải đi với her. I go to school in my jet. Jet là cái máy bay ha. Tim là con trai cho nên là he told me that he in gì mấy bạn? His. Đúng không? Rồi cái này Jessica là con gái. She told me that her. Ha. Cái du thuyền của cô ấy. Her yacht was her favorite thing. Ha, chữ này nè, đó. Đâu phải là Mai đâu, là Jessica. Cho nên biến thành her như mấy bạn ha. Daniel, con trai, cho nên là he told me that he like going shopping in his free time. Đúng không? Rồi, Mary là con gái, cho nên she said that her mansion had over 20 rooms. Đấy. Bây giờ mấy bạn à, để cô bôi bớt thì nó bị rối. Oh God. Look and tick the correct answer. Có hai câu, một câu đúng và một câu sai mấy bạn. I can live without my sport car. He said that he can. Này sai nè. Bởi vì không đổi hình could cho nên câu này sai. Chỉ có thể là như thế này. À, dấu tích. Câu 2. I take my helicopter to school. Đi học bằng helicopter. He said that he took. Câu này đúng nè. Còn cái câu này he took my. Sao mà my? Cái helicopter của anh ta chứ. I have a dog and 2 monkeys. He told me that he had a dog and 2 monkeys. Told me that she had a dog and 2 monkeys. Ủa chỗ nào sai vậy? À, he told me that. Còn he said that. Ha, nếu mà có me là một cái tân ngữ phía sau, ta dùng told chứ không dùng said được mấy bạn. Cho nên câu trên mới đúng nha.
I love going rock climbing in my free time. He said that he loved. Cái này sai nè bởi vì không có ed đúng không? Ha, chúng ta phải lùi về quá khứ đơn. Câu này mới đúng. He like going to expensive restaurants. Thích đến những cái nhà hàng đắt tiền. Ha, he said that he they hả? They said that they like going to expensive restaurant, đúng rồi. Sao mà us được mấy bạn? Us nó là tân ngữ, sao nó đứng đầu câu làm chủ ngữ được? Câu này sai, chỉ có câu này đúng thôi. I sometimes live on my yacht. He told me that sometimes she live on her yacht. Cái câu này đúng nè. He told me that sometimes he live. Này sai ha, bởi vì động từ không lùi nè. Phải lùi về quá khứ nha, mấy bạn nhớ ha. Rồi bài này thì sao đây? Look at the peach bubble là mấy cái chỗ lời nói đây nè. Hãy viết câu ha, sử dụng cái reported speech. Rồi, my mansion has 10 bedroom and 3 swimming pool. Thì mấy bạn sẽ nói là he said that his mansion had 10 bedroom and 3 swimming pool. He câu số 2. Nếu mà told thì phải nói là he told me that he couldn't live without his pet monkey. Rồi cái câu 3 này sẽ dùng chữ sát thì là he said that he went to school by helicopter. Tương tự bên này là she mấy bạn. Ha? Đó, người ta dùng như thế này. Told thì told me that, còn sát thì nói một mình anh ta thôi. Rồi, bây giờ mấy bạn qua phần listening nha. Listen to the conversation between Jenny and her school principal. Hiệu trưởng đó. How does the principal help Jenny? He gives Jenny something she can use. He tells Jenny what she should do. Teenager need to sleep. Nếu mà tuổi trẻ nên ngủ bao nhiêu tiếng một buổi tối mấy bạn? 7 đến 8 tiếng đúng không? Không có ngủ đủ sẽ uể oải mệt mỏi, không tập trung được. Và gì mấy bạn không tiếp thu bài được thì cực kỳ ảnh hưởng, bởi vì học hành là chủ yếu mà mấy bạn tin á. Thôi bây giờ mấy bạn phải qua phần đọc nha. Read the passage and choose the best conclusion sentence. Chọn cái conclusion sentence là cái câu kết các bạn ha. Đây, đọc trước đi mấy bạn. Jessica Knight, a teenager problem. These days teenagers spend lots of time of their time using smartphone. They play online games and look at funny pictures for hours every day. Chơi game nè, xem mấy tấm hình hài hước cả nhịp vài, tức là hàng tiếng đồng hồ. They don't use that time to see their friends or go outside. Không có dành thời gian đó để mà gặp gỡ bạn bè hay là đi ra ngoài chơi. It means that they don't get enough exercise. Không tập thể dục đủ. It also means they don't see other people, so they feel lonely and sad. Điều này có nghĩa là họ không có gặp gỡ nhiều người khác, thế là họ sẽ cảm thấy cô đơn và buồn, đúng không? Giống như cái hình hồi đầu ở Student Book đó. Lonely and sad. Falling asleep at night is often difficult for them too. Và đi ngủ vào buổi tối thực sự rất khó với họ. Kiểu khó ngủ mấy bạn. All these things can affect their health. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. I have some ideas about how to help teenagers with this problem. Parents should only let teenagers play game for an hour a day. Cho cha mẹ chỉ nên cho chơi một tiếng một ngày thôi. They should also only let teenagers use their phone for an hour and a half a day. An hour and a half có nghĩa là một tiếng rưỡi bạn. Dùng điện thoại của họ đó khoảng một tiếng rưỡi một ngày thôi. Finally, teenagers should stop using their phone for one hour before they go to sleep. Thêm nữa là gì? Nên ngừng sử dụng điện thoại trước một tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ.
thì mình mới ngủ được. Còn nếu mà mình ngừng xong mình ngủ á, liền á, thì sẽ khó ngủ, mà phải ngừng trước khi ngủ 1 tiếng. Nói chung cái vấn đề này nó khó giải quyết nè ha, cấm chơi đâu có kiểm soát được. Rồi vậy cái conclusion là gì mấy bạn? Teenagers should also go to bed earlier so they can study better at school. Không phải, không có khuyên đi ngủ sớm đâu mấy bạn. They really believe that if teenagers spend less time on their phone, they will be healthier and happier. Họ tin rằng nếu tuổi teen mà dành ít thời gian để mà xài điện thoại á, thì họ sẽ trở nên khỏe mạnh và vui vẻ hơn. Cho nên số 2 mới là đúng mấy bạn. Rồi bây giờ mình coi cái true hay là false nè. Teenagers spend lots of time on their phone. True. Ha, dành nhiều thời gian cho cái việc chơi điện thoại. According to Jessica, teenagers get a lot of exercise. Cái này sai. Theo như bạn này á, teen ha, tập thể dục nhiều. Tập gì mà tập? Sleeping at night can be hard for teenagers. Ngủ vào buổi tối thì khó đối với teen, đúng rồi. Computer games are bad for teenagers. Đâu có nói đâu, đâu có nói. Chỉ nói cái việc dùng điện thoại, còn dùng điện thoại làm gì thì không có nói với bạn. Doesn't say. Jessica thinks that teenagers should only use their phone for 1.5 hours a day. Đúng rồi. An hour and a half là 1 tiếng rưỡi mấy bạn. An hour là 1 tiếng, a half là một nửa, thì 1 tiếng rưỡi. Câu này đúng nha. True. Rồi chúng ta qua phần writing, phần cuối cùng nè. Bài này yêu cầu mấy bạn viết một cái problem và đưa ra một cái solution luôn. Là viết cái một cái vấn đề gì đó và đưa ra cái cách giải quyết luôn á mấy bạn. Ha. Rồi, to write a problem or solution and solution passage, you should. Thứ nhất là introduce, giới thiệu cái problem đó là gì ha. Thứ hai nữa là mình sẽ cụ thể nó hơn ha, có nghĩa là nó gây ra hậu quả gì, ảnh hưởng như thế nào ha. Đó. Và thứ ba chính là đưa ra cái cách giải quyết và giải thích cái cách giải quyết đó như thế nào ha, giải thích nó. Rồi cuối cùng là summarize your main points, nó có là tóm tắt lại cái ý chính rồi đó, and say how your solution will solve the problem ha, và đưa ra cái sự giải quyết của mình. Rồi vậy thì bây giờ mấy bạn theo như cái cách viết ở trên thì chúng ta sẽ làm gì đây? Have write a full sentence using the prompts, then number the sentences. To match them with the parts of a problem and solution passage. Use the skill in box to help you. Rồi ở đây có 4 câu, trước tiên mình viết đi đã, rồi sau đó mình sắp xếp 4 câu theo cái thứ tự mà một cái bài viết nó yêu cầu mấy bạn. Rồi bây giờ mấy cái câu 1 mình viết. I believe that if teenagers do yoga and go to bed earlier, they will be less stressed. Rồi câu số 2 mấy bạn sẽ nói là sao ạ? Teenagers are to, thêm chữ are vô đây ha, thiếu động từ. To gì mấy bạn? To stress, thêm chữ are là đủ rồi. This means that, thêm chữ that ở đây ha. This means that teenager don't study very well. Nói chung là không cần thiết chữ very well này, chả quan trọng mấy. Rồi tiếp, teenager should do, thêm chữ do ở đây nè. Yoga, they should also go to bed. Cái này là go nè, to nè, bed earlier. Vậy thôi. Đó, ít thôi à mấy bạn, thêm có một ít à. Rồi sau khi mà mình viết câu xong, mình sắp xếp mấy bạn. Ví dụ như bây giờ mình, cái câu đầu tiên là cái câu giới thiệu cái vấn đề đây. Teenager bị stress nhiều quá, cho nên câu số 1 sẽ là đây. Đó là cái giới thiệu cái problem đó. Rồi câu số 2 sẽ là giải thích nó một cách cụ thể hơn, chi tiết hơn, thì nó sẽ là số 2 đây. Có nghĩa là gì? Không có học hành cho tốt lắm ha, cho nên nó là số 2. Số 3,
Số 3 là mình sẽ đưa ra cái solution. Đây là hãy tập yoga và đi ngủ sớm, chính là cái solution. Và cuối cùng là giống như là một cái tóm tắt cái solution của mình đó mấy bạn ha. Tôi tin rằng tập yoga và đi ngủ sớm thì sẽ giảm stress, cho nên đây là câu số 4, là câu kết đó ha, hiểu là vậy đó bạn. Rồi bây giờ người ta kêu mấy bạn phải viết, và trước khi viết thì chúng ta phải planning, là có một cái gọi là dàn ý các bạn ha. Rồi dàn ý, choose a problem, hãy chọn một cái problem and complete the table. Cái problem tên gì, chi tiết của nó là tại sao nó lại tệ, nó ảnh hưởng như thế nào, cái hướng giải quyết như thế nào, và nó cái là mình sẽ giải quyết như thế nào và nó hiệu quả như thế nào đó. Và cuối cùng mình có một cái câu kết ha. Rồi sau khi mình có được cái dàn ý thì mình sẽ viết một cái passage giống như ở trên đấy bạn ha, 80 tới 100 từ về cái problem và cái solution của mình. Bạn này đưa ra cái problem là gì mấy bạn? À, cảm thấy chán trong kỳ nghỉ hè. Bọn trẻ bây giờ cảm thấy chán trong kỳ nghỉ hè bởi vì nó không có nhiều thứ để làm, toàn là ở nhà không à. Đó, không có nhiều cái thứ thú vị. Phải thú vị thì mới chịu làm, còn nếu mà những cái thứ boring thì nó cũng chỉ có ở trong nhà luẩn quẩn nên nó sẽ cảm thấy chán. Rồi mấy bạn coi tham khảo ha, cái problem ở đây là nghỉ hè chán. Rồi không biết tụi con chán không ha. Ok, that's all for the lesson. Bye bye.